Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bản tin thị trường ngày 21 tháng 1 năm 2022 của Đài Truyền Việt Nam. Mua bán online là xu hướng hiện nay, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như thế này, từ các mặt hàng quen thuộc như là thức ăn, quần áo vân vân cho tới là mua hoa đào, hoa mai, cây cảnh ngày Tết. Như tại thành phố Hồ Chí Minh thì thị trường hoa Tết online đang khá sôi động, thu nhập từ các đơn hàng trực tuyến tăng hơn 50% so với trước đây. Thậm chí có cửa hàng, khách hàng mua online đã tăng gấp đôi so với khách hàng đến mua trực tiếp. Các cửa hàng không chỉ bán trên các trang thương mại điện tử mà còn live stream trên Facebook hay kết nối trên Zalo. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân trồng đào ở Xuân Du, Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng khoa học kỹ thuật lai ghép thêm một số giống đào khác nhằm nâng cao chất lượng và giá trị kinh tế. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thì lo ngại các thương lái đến đặt mua ít hơn nên các hộ trồng đào nơi đây cũng đã linh hoạt chủ động thay đổi các hình thức bán hàng trên mạng xã hội qua Zalo, Facebook. Tuy nhiên, nhờ thời tiết thuận lợi kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật nên hoa đào Xuân Du nở đều, bông to, đẹp hơn, có thể cho một mùa thu hoạch bội thu. Hiện thì nguồn thu nhập từ trồng đào chiếm tới 1/3 tổng nguồn thu của địa phương. Vì vậy, đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của Xuân Du đạt 50 triệu đồng một năm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ gia đình cơ sở sản xuất thịt sấy khô trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang tất bật sản xuất để kịp đơn hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đồng bào dân tộc Thái ở Lai Châu có rất nhiều phong tục độc đáo, trong đó phải kể đến các món ăn ẩm thực mang đậm bản sắc riêng, từ cơm nhuộm màu đến các loại bánh, xúc xích, thịt tái chua. Nhưng hấp dẫn và đặc biệt hơn cả là món thịt sấy, thịt ba chỉ hun khói, lạp xưởng. Năm nay, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng nhìn chung, sức mua và nhu cầu của thị trường với các mặt hàng này vào dịp Tết vẫn ổn định. Thời điểm này thì các trang trại gia trại ở Phú Thọ đang tích cực chăm sóc cho đàn vật nuôi để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Nuôi cá lăng đen trên sông Lô là hướng làm giàu của nhiều người dân tộc theo dòng sông này thời gian qua. Đặc biệt cứ vào dịp cuối năm, nhu cầu tiêu dùng các loại cá đặc sản này càng gia tăng. Ngoài cá thì thịt lợn là thực phẩm không thể thiếu vào dịp lễ Tết. Những năm gần đây, đời sống của dân tộc được nâng cao, xu hướng tìm mua lợn rừng ăn Tết vì thế cũng tăng lên. Dịp Tết Nguyên đán này thì các hộ nuôi lợn rừng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, giá bán trung bình 130.000 đồng 1 kg. Những ngày này cũng là những ngày bận rộn nhất trong năm của các đơn vị kinh doanh đặc sản vùng miền. Thời gian này thì nhu cầu mua sắm những đặc sản vùng miền để làm quà biếu tặng hay để cúng lễ. Năm nay thì mặc dù dịch bệnh, thế nhưng dự báo sức mua những mặt hàng đặc sản này sẽ không giảm mà thậm chí là còn tăng cao vào những ngày cận Tết. Điểm kinh doanh các mặt hàng đặc sản nổi tiếng Phú Quốc cho dịp Tết. Sức mua các mặt hàng đặc sản mùa Tết năm nay vẫn ổn định. Tuy nhiên, người tiêu dùng có xu hướng kỹ lưỡng hơn trong lựa chọn sản phẩm. Thực đơn của chúng tôi được tinh chọn đặc sản ở các nơi sản xuất tại Phú Quốc là chính. Món ăn đặc sản vùng miền được chế biến sẵn hoặc sơ chế sẵn cũng được nhiều người lựa chọn. Hiện nay, lượng khách đặt hàng món ăn đặc sản ba miền tại nhà hàng này tăng đến 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuẩn bị đầu tiên về nguồn nguyên vật liệu, đúng địa phương, đúng tỉnh, đúng khẩu vị. Ví dụ những món như là cơm lam ống tre thì nếp tụi tôi nhập từ Điện Biên về, ống nứa thì cũng chuyển từ ngoài Bắc vào. Một cái lưu ý nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, cũng món ăn ba vùng miền nhưng phải liên quan đến sức khỏe thì khách hàng mới ưu tiên. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà vẫn tìm mua ở những cái nơi mà bán được những cái món của các vùng miền khác là nó phong phú và nó tốt cho sức khỏe là cái xu hướng của em năm nay. Dự báo trong dịp Tết năm nay, người dân cũng chưa đi du lịch nhiều mà chủ yếu dành thời gian cho gia đình, bạn bè, quây quần bên mâm cỗ ngày Tết đầm ấm. Do vậy, các đơn vị cung ứng thực phẩm cũng cho biết tiếp tục tăng khoảng 15% lượng hàng đặc sản vùng miền và món ăn truyền thống tập trung đến yếu tố sức khỏe với nhiều mức giá, phù hợp nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng xin được khép lại bản tin thị trường ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.